quý cô chú anh chị và các bạn, ngày 26 tháng 8 sẽ là một ngày đáng nhớ trong lịch sử của những hành trình đi sâu của FC Xanh Đọt Chuối tại Sài Gòn, khi nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã tổ chức một show diễn đầy sắc màu tại nhà hát Bến Thành. Với tình yêu và niềm đam mê dành cho âm nhạc dân ca, Hồ Văn Cường đã tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt, đem đến cho khán giả những tràng pháo tay nồng nhiệt và tiếng reo hò cuồng nhiệt. Trên hành trình sự nghiệp, không chỉ các fan hâm mộ Việt Nam mà còn có những người yêu thích nam ca sĩ ở nước ngoài đã theo dõi và ủng hộ Hồ Văn Cường. Trong số đó, cô Helen ở Mỹ, một người đam mê âm nhạc và luôn ủng hộ Hồ Văn Cường, đặc biệt cô nổi tiếng với tấm lòng hảo tâm và sự chia sẻ vô tận. Mặc dù cô Helen đang sinh sống tại Mỹ, nhưng niềm yêu thương dành cho nam ca sĩ đất Gò Công không bao giờ phai mờ. Trong dịp đặc biệt này, nhân dịp show diễn tại nhà hát Bến Thành, cô Helen đã quyết định tặng 13 lô xanh đọt chuối cho các em bé tham dự show diễn, thể hiện sự quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của các em bé nhà xanh đọt chuối. Ba lô không chỉ là món quà thú vị mà còn thể hiện sự chân thành và tình cảm mà cô dành cho cộng đồng fan hâm mộ của Hồ Văn Cường. Hơn nữa, cô Helen cũng không quên đến sự kiện lớn tiếp theo của Hồ Văn Cường vào ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội. Cô đã chuẩn bị sẵn 13 lô khác để dành tặng cho các em bé tham dự show diễn này, thể hiện tinh thần ủng hộ và sự lưu tâm đến cả hai buổi biểu diễn quan trọng của nam ca sĩ đất Gò Công. Ngoài việc tặng quà, cô Helen còn nổi tiếng với việc lo lắng và chăm sóc các thành viên trong fan club của Hồ Văn Cường. Cô luôn giữ liên lạc với những người hâm mộ trên khắp nơi, chia sẻ những thông tin và hình ảnh về những hoạt động biểu diễn của nam ca sĩ. Tuy nhiên, cô Helen không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, nên rất ít người trong fan club Hồ Văn Cường biết đến. Nhưng dù như vậy, đó là tấm lòng chân thành và tình cảm vô bờ bến mà cô dành cho Hồ Văn Cường và cộng đồng fan hâm mộ. Chúng ta có thể chỉ nhìn thấy tình yêu và sự tận tụy của cô Helen đối với Hồ Văn Cường cũng như đối với FC Xanh Đọt Chuối qua các thông báo của những người đại diện trong các hội nhóm FC của Hồ Văn Cường vì cô ít khi ra mặt. Cô Helen đã góp phần làm cho show diễn ngày 26 tháng 8 và ngày 16 tháng 9 trở nên ấn tượng và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy chân thành cảm ơn cô Helen và chúc cho cô cũng như gia đình cô luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục kết nối yêu thương đến với Hồ Văn Cường cũng như cộng đồng fan hâm mộ. Fan nói mạng xã hội đã đẩy Hồ Văn Cường vào con đường chông gai, là người nếm đủ vị đắng của mạng xã hội. Đi cùng dòng sự kiện của cậu, đôi khi tôi vẫn bắt gặp các tin nhắn cảm thán, kiểu như cô sợ mạng xã hội quá, tôi lại tự nghĩ mạng xã hội có thực sự đáng sợ. Thực lòng mà nói, tôi cảm ơn mạng xã hội vì nhờ nó tôi mới biết đến cậu, nhờ nó tôi mới được nếm trải sự ngọt ngào và sức nóng rực lửa mà FC Xanh Đọt Chuối mang lại. Tôi chợt nghĩ mạng xã hội giống như một con dao, tốt hay xấu còn do bàn tay người sử dụng. Cũng là con dao, nếu ta sử dụng để gọt trái cây thì nó là con dao vô hại, thậm chí có ích. Nhưng nếu cũng con dao gọt trái cây ấy mà người dùng đem đi giết người thì thật bi thảm làm sao. Mạng xã hội cũng vậy, nếu Đỗ Nhật Nam sử dụng để học tiếng Anh và nhanh chóng trở thành thần đồng tiếng Anh thì Triệu Quân Sự lại vì đam mê game online mà biến mình thành kẻ giết người đáng nghiền rủa. Tốt và xấu đôi khi chỉ ở làn ranh giới tích tắc biến hình. Bản lĩnh con người mới là quan trọng, cậu út của nhà Xanh Đọt Chuối là người nếm đủ vị đắng của mạng xã hội nhưng cũng nhận không ít quả ngọt mà mạng xã hội mang lại. Vườn chuối xanh tươi bạt ngàn hôm nay được hình thành từ những người có nghĩa khí Lục Vân Tiên trên mạng xã hội. Họ đã nắm tay kết đoàn để che chắn và bảo vệ cậu trước sóng gió cuộc đời. Cũng phải nói thêm rằng, chính bản lĩnh trí tuệ của cậu đã giúp cậu lan tỏa hình ảnh của mình một cách rực rỡ nhất tới đông đảo khán giả. Có những người sử dụng mạng xã hội như một thứ quyền năng để nghị án và kết tội cho người khác. Nếu thành công họ sẽ đạt được mục đích mà họ muốn, còn nếu thất bại họ có mất mát gì đâu. Chỉ cần lần sâu và trốn kỹ mai danh ẩn tích hoặc thay tên đổi họ là lại có thể oanh tạc trên mạng xã hội như thường. Cái bàn phím bé tí xíu nhưng lại giấu được rất nhiều tâm cơ toan tính. Có những người dùng mạng xã hội để lan tỏa yêu thương cho cậu, có người lại dùng nó để thỏa mãn tính sân si hơn thiệt. Cùng là yêu thương, nhưng mỗi người có một cách yêu khác nhau và hiệu quả mang lại cũng khác nhau. Đáng buồn thay có những người mượn quyền năng mạng xã hội để quy chụp vô số tội danh đao to búa lớn. Trong số họ có cả fan lẫn anti-fan của cậu. Lời họ nói có chỗ giống và cũng có chỗ khác nhau. Bàn phím điện thoại tưởng vô hại, nhưng lại có hại vô cùng khi người ta dùng nó vào mục đích không trong sáng. Khi quyền năng mạng xã hội đặt vào tay người tốt, họ sẽ biết cách để lan tỏa yêu thương cho cậu. Nếu có thời gian,
cậu dạo một vòng các nhóm SC xanh đọt chuối để thấy không khí rộn ràng háo hức của các bà, các mẹ chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật cậu tháng 3 sắp tới. Út Cường 20 tuổi, trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa nha Út. Tôi biết rằng có thể sẽ có những thách thức lớn đang chờ đón cậu và biết đâu đấy sẽ có cả những miếng bánh ngọt chứa cạm bẫy trông gai đang chờ cậu. Nhưng tôi tin Út Cường, tin bản lĩnh của cậu đủ để cậu tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Hãy cứ mạnh dạn mà thử nghiệm, tự tin mà bước tới nhà xanh đọt chuối luôn bên cậu. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, Hồ Văn Cường sau khi đoạt giải quán quân thần tượng âm nhạc nhí 2016 đã khiến cuộc sống của mình bước sang trang mới. Việc nổi tiếng giúp anh có điều kiện lo cho gia đình. Đến nay ở tuổi 20, Hồ Văn Cường đã trưởng thành và có nhiều thay đổi với ngoại hình sáng sân khấu hơn, dạn dĩ giao lưu với khán giả. Mới đây xuất hiện tại một buổi biểu diễn tại Đà Lạt, như thường lệ Hồ Văn Cường vẫn thu hút đông đảo fan đến xem. Khi trình bày ca khúc Vầng Trăng Cô Đơn, mang nhịp điệu trẻ trung sôi động hơn phong cách thường ngày. Sau đêm diễn mới đây, một vài trang báo đã soi giọng hát của Hồ Văn Cường trong phần trình diễn ca khúc này của nam ca sĩ, cho rằng màn thể hiện chưa trọn vẹn tuyệt đối. Điều này đã khiến cho nhiều fan Hồ Văn Cường bức xúc, họ cho rằng có cần phải soi giọng hát của Hồ Văn Cường như đi thi game show âm nhạc như vậy không? Nhiều cư dân mạng nói rằng Hồ Văn Cường đã phải hát liên tục mười mấy bài trong đêm nhạc, bên cạnh đó Cường còn vừa hát vừa giao lưu với khán giả, nên việc có chút không ổn định trong khi hát là điều đương nhiên, những lỗi tiểu tiết đó không quan trọng. Quan trọng là việc nam ca sĩ đã tích cực giao lưu với khán giả, khiến nhiều khán giả phải bày tỏ sự phấn khích với màn trình diễn này của Hồ Văn Cường. Dù báo chí có nói thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật, đó là khán giả họ bỏ tiền ra để xem đêm nhạc, họ không có ý kiến gì, mà họ còn thích thú phần trình diễn này. Họ không ý kiến thì thôi, chứ những người xem online miễn phí thì sao lại kiếm chuyện. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, Hồ Văn Cường là nam ca sĩ, được rất nhiều người yêu mến, minh chứng là nam ca sĩ có cộng đồng fan đông đảo, khắp trong và ngoài nước. Fan của nam ca sĩ từ những em bé cho đến những cụ ông cụ bà, từ tầng lớp bình dân cho đến những người trí thức, sĩ quan quân đội. Mới đây một fan hâm mộ Hồ Văn Cường đã chia sẻ câu chuyện của mình khi tiết lộ tình cảm dành cho nam ca sĩ. Em chào đại gia đình xanh đọt chuối thân yêu của mình nhé. Hôm nay em lại có một cảm xúc rất xúc động, xin được chia sẻ với cả nhà mình ạ. Tất cả câu chuyện mà em muốn chia sẻ với cả nhà là nó xuất phát từ những trái tim luôn yêu thương dành cho em ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường và tự tìm đến để kết nối yêu thương. Em sinh ra ở vùng quê Hưng Yên. Em Cường có rất nhiều fan ở mọi tỉnh thành, quận huyện và cả ba miền Bắc Trung Nam, hải ngoại nữa ạ. Buổi chiều em đang ngồi làm việc, em nhìn vào điện thoại thấy có tin nhắn Facebook với nick có tên là Nguyễn Thắm. Lúc đó do điện thoại em mạng yếu nên không nhắn tin lại được. Khi về đến nhà em nhắn tin lại liền và nhận được cuộc gọi luôn. Em alo. Đầu dây bên kia, alo em fan Cường hả? May quá chị có đồng đội rồi, vui quá, tưởng đâu cả tỉnh Hưng Yên có một mình chị. Dạ chị ơi có nhiều lắm mà, chị em mình chưa biết để kết nối với nhau đâu. Rồi hai chị em nói chuyện với nhau, xoay quanh một chủ đề. Sao mà thương em Cường nhỉ? Mình chẳng họ hàng mà cứ nói tới em là thấy nhói lòng, hai khóa mắt cay cay.